Nếu bạn thực sự là một game thủ, bạn chắc chắn muốn trở thành một phần của toàn bộ quyền cộng đồng chơi game. Gần đây chúng tôi có rất nhiều game thủ chơi game về huyền thoại. Đô ra hai người chơi hoặc không có vòng quay lại. Trò chơi rất nổi tiếng luôn có cộng đồng riêng của họ. Và cả những game thủ khác nhau, nơi bạn có thể mở rộng mạng lưới của bạn, lập nhóm và chiến đấu với tất cả các cô gái. Và bạn biết nó vẫn giống với trò chơi tiền điện tử, họ cũng chơi game khác nhau. Cộng đồng đổ lỗi cho những trò chơi cụ thể đó. Quan trọng hơn, vì trò chơi đòi hỏi rất nhiều vốn để tham gia. Những guild chơi game ở đó để cung cấp học bổng. Vì vậy game thủ có thể chơi và kiếm tiền mà không cần tiêu tiền cũ của họ. Nghe có vẻ tuyệt vời phải không? Và video hôm nay, tôi sẽ giải thích cho bạn lý do tại sao trò chơi guild trong tiền điện tử. Tại sao họ đang phát triển theo cấp số nhân như một số guild chơi game hàng đầu mà bạn có thể tham gia và trở thành học bổng của họ. Vì vậy về cơ bản một game thủ chơi game là một tập hợp nhóm game thủ, tổ chức để chơi trò chơi điện tử cùng nhau và chia sẻ dữ liệu. Anh ấy cũng giống như những cô gái chơi game tiền điện tử, nhưng có một số khác biệt lớn giữa chúng. Liệu loại truyền thống có bị giới hạn trong trò chơi hay không? Và nó có thể làm tăng gian lận trong đó. Các biến thể tiền điện tử nhằm mục đích trở thành một nền tảng để hỗ trợ các game thủ mới, vì bạn biết NFT giảm trong trò chơi hoặc vẫn còn lại. Và nó phụ thuộc vào những người trẻ để giáo dục và kết nối người chơi. Từ trò chơi truyền thống bằng cách cung cấp nội dung giáo dục và cũng cung cấp học bổng. Dammerler có thể kiếm lợi nhuận mà không cần tốn bất kỳ khoản vốn nào. Mọi người đều muốn điều đó đúng hơn nữa. Ngay cả khi một lần nữa trở nên không phổ biến, thành viên của Cozy Boogie có thể nhanh chóng chuyển sang thứ gì đó hiệu quả cho thu nhập của các tổ chức. Yiming Game tôi cũng quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận từ bóng đá và cả các thành viên trong theo cách hiệu quả nhất. Bằng cách làm điều này, thiết bị đảm bảo rằng không có ai bên trong đang đợi thời gian và tiềm năng nếu có một lựa chọn tốt hơn ngoài kia. Tại sao điều này lại ngu ngốc đến vậy? Để cho biết cách chữa trị để giết người thực sự thành công như thế nào, các nhà đầu tư tinh thần đã bắt đầu nhận thấy rằng nó đã đặt cực lớn vào những kỹ năng này. Vậy tại sao mang trò chơi không phát triển trong thời gian gần đây? Cá nhân, tôi nghĩ đó là do sự phát triển của các biện pháp khuyến khích trong ngành công nghiệp trò chơi, đặc biệt là rất nhiều trò chơi chạy địa điểm ăn trưa, cho phép người chơi kiếm tiền trong khi chơi trò chơi. Điều này tạo ra một thức uống mới. Chơi game không chỉ để giải trí, mà còn kiếm thêm tiền. Có nhiều người thu nhập thấp kiếm được việc làm trong đại dịch Covid này. Trò chơi điện tử thành một tài nguyên mà bất kỳ trò chơi blockchain nào cũng cần nhắc. Không thấy người dùng, điều đó có nghĩa là một trò chơi nổi tiếng thực sự có thể mang lại cho người dùng phụ cuộc họp cho một trò chơi. Phát hành một đêm trên đầu trang của thỏa thuận đó, người chơi cũng được đào tạo tốt, có kỹ năng cao trong các trò chơi cụ thể. Đến lượt chúng tôi có tác động tích cực đến chính trò chơi. Một số lượng lớn người dùng thực sự có thể đăng trò chơi, phản hồi về doanh thu và cũng truyền bá trò chơi đến nhiều người hơn, càng tốt. Ví dụ, dự án Yugamwi với một cộng đồng lớn và một mô hình hoạt động độc đáo. Yugamwi và Uina đã có hơn 6 triệu đăng ký. Đó là lý do tại sao bạn có thể các cô gái chơi game có thể có một phần không thể thiếu cho sự thành công của một trò chơi NFT. Bây giờ chúng tôi đến với một số lớn nhất cô gái chơi game trên thế giới. Và lần đầu tiên chơi chắc chắn là trò chơi Yu-Gi-Oh. Một trong những cô gái chơi game Bunny có nguồn gốc từ Philippines. Điều đó đã truyền cảm hứng cho đoàn tàu của các ngày cô nay gái với chơi hơn game 74.000 thành viên bất hòa. Là một trong những hội chơi game tiền điện tử nổi bật nhất, với một con khỉ trị giá 420 tỷ đô la. Út có một Decentraler, tổ chức tự trị đầu tư vào chiến tranh ảo. NTC, cuộc chiến thiết bị, được thành lập vào năm 2020 bởi Gabby Dixon, một phiên bản chơi game và người chơi app. Tiếp theo ở Majisoko, Majisoko Gin được điều hành bởi Xuống, công ty mẹ nổi bật của tất cả các phụ. Mối quan hệ đối tác nổi bật hơn có lẽ là với XC. Mối quan hệ, mặc dù có kế hoạch làm việc với Illivium, Bamzasi và cả Sita Elensi. Cái thứ ba là hướng dẫn chơi game độc đáo. Điều hành một đầu có hơn 1.200 học giả. Một số trò chơi hoạt động độc đáo bao gồm XC, Infinity Sita Oplasi và Siberlin Talent. Tất cả trò chơi này phải hạ cấp toàn bộ tài sản cá nhân. Người tiếp theo là Geek Game Gashi. Geek Game Gui là một thiết bị phổ biến khác với hơn 300 cầu thủ ghi bàn trong chương trình của mình. Geek Game có những con số thú vị như Geek Game Lab, SC Game Incubator và chi nhánh đầu tư của nó. Geek Game Gum có một nghi ngờ đã kiếm được 20% tổng doanh thu được tạo ra từ trò chơi.
và người cuối cùng là Exeter The Guvencesi. Exeter The bị chi phối bởi sự với 20% tổng doanh thu được tạo ra từ Gu. Trò chơi có hơn 5.000 người ghi bàn trên MI Infinity. So sánh, một trong những điều phân biệt Exeter The với những cô gái khác bằng điều khiển kiếm tiền ở ngay trên trang web. Vì vậy người dùng có thể thấy những gì xuống đang kiếm được, và bạn cũng có thể kiểm tra số tài sản được nắm giữ bởi sắp đông trung bình. F là một mã thông báo gốc của kỹ năng và hoàn toàn cung cấp hai mã thông báo bị đánh bại. Kết luận với việc xóa sau này trong trò chơi. Trò chơi kỹ năng chắc chắn có tiềm năng phát triển, ngay cả trong tương lai, đặc biệt là khi số lượng người ghi bàn không lớn. Vào lúc này, UGL Game là thiết bị chơi game lớn nhất hiện nay. Chúng tôi chỉ có khoảng 10.000 người ghi bàn. Tưởng tượng tính năng khi có các cuộc họp, 100 cuộc họp của người dùng tham gia thị trường game phi. Số lượng học bổng sẽ không đủ để bán. Tất cả những điều đó, do đó, chúng ta có thể tin rằng phần thiết bị chơi game vẫn rất hấp dẫn. Tôi đã mặc mọi thứ để có được người chơi và trở thành người chiến thắng. Đó là phần cuối của các tập hôm nay của chúng ta. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn nút thích và đăng ký để bắt kịp với tôi các tập hàng tuần. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt.